Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023 phản ứng với Phan Việt. Tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế bất ngờ trước những phản ứng của Phan Việt. Cô kêu gọi mọi người dừng hành vi bắt nạt trên mạng xã hội. Tối ngày 29 tháng 6, trên chức năng Story của Instagram, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023 Solan Decker bày tỏ sự bất ngờ trước những phản ứng của Phan Việt đối với cô. Cụ thể, fanpage của Miss International Queen đăng tải hoạt động của cô cùng Á hậu hai Melanie Monroe tại Thái Lan sau khi đăng quang. Hàng nghìn tài khoản có tên tiếng Việt và được cho là đến từ Việt Nam để lại biểu tượng phẫn nộ, angry dưới các bài đăng. Có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Hãy ngừng hành vi bắt nạt trên mạng, Solan Decker chia sẻ. Sau khi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023 khép lại, không chỉ Solan Decker mà Á hậu hai Melanie Monroe cũng trở thành nạn nhân bạo lực mạng, miệt thị ngoại hình. Năm 2022, khi Đoàn Thiên Ân trượt top 10 Hoa hậu hòa bình quốc tế, không ít tài khoản mạng sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng Anh để châm chọc, chê bai, thể hiện sự bất bình với kết quả cuộc thi đối với đại diện đến từ Việt Nam. Một số cá nhân thậm chí dùng lời lẽ xúc phạm đến ban tổ chức, giám khảo của Miss Grand International và quay sang miệt thị ngoại hình Alpha. Cô này không xứng đáng là Á hậu một vì chiều cao hạn chế, can thiệp giao kéo, kỹ năng tiếng Anh tệ, phần ứng xử ấp úng, kỹ năng không nổi trội như vậy cũng được trao vương miện. Ông na quát thiên vị gà nhà, bất công cho Thiên Ân, nhìn không có gì nổi bật, sao vẫn được Á hậu, là những bình luận khán giả để lại trên fanpage Miss Grand International lẫn trang cá nhân của Alpha. Thí sinh này thậm chí phải lên tiếng trên trang cá nhân sau khi bị chê bai. Alpha cho biết không vì bị chỉ trích mà cô có định kiến rằng người Việt Nam không dễ thương. Cô có những người bạn rất đáng yêu ở đất nước này. Tôi không thể ngăn được cảm xúc và suy nghĩ của các bạn nhưng tôi chọn cách kiểm soát tâm trí, cảm xúc của mình. Tôi sẽ không ghét bạn và không hành xử như những gì mà các bạn đã làm với tôi, Alpha chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.